Rồi, hãy xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của MeToMe. Và hôm nay MeToMe nhận được một cây đàn PSR295. Thì cây này cũng giống như những cái dòng đàn E403 hay là những dòng đàn E mà mình đã giới thiệu cho các bạn về lỗi nhỏ tiếng. Hôm nay chúng ta tiếp tục gặp dòng đàn đời trước của dòng E, đó là dòng 295. Thì dòng này cũng phát sinh cái lỗi tương tự là lỗi nhỏ tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ test thử. Chúng ta cùng nghe thử âm lượng của cái đàn này nó phát ra như thế nào. Bây giờ hiện giờ mình sẽ để sát cái điện thoại vào ngay chỗ loa luôn. Và các bạn có thể thấy ở đây là volume master của nó đã là maximum rồi. Nhưng mà các bạn sẽ nghe là đôi lúc các bạn nghe tiếng ụp rất là nhỏ luôn. Và nó không thể phát ra được lớn. Do đó bây giờ mình sẽ tiến hành sửa chữa. Sau vài phút nữa mình sẽ báo lại cho các bạn kết quả ngay. Các bạn có thể nghe lại âm lượng rất là nhỏ. Tiếng nói của mình là đang là nói tiếng bình thường và cái tiếng nhạc bây giờ maximum nhưng không lắng được tiếng nói của mình. Ở đây không có thủ thuật nào hết nha các bạn. Ở đây mình không có ém âm thanh mà thực sự là cái đàn nó đang kêu rất là nhỏ. Chúng ta sẽ biết kết quả sau ít phút nữa. Hi, xin chào mọi người đã trở lại với MeToMe. Và bây giờ hiện giờ đàn đang được kỹ thuật viên của mình sửa xong và ráp lại. Bên mình đang kiểm tra lại tất cả những cái dây nhựa mà lúc nãy tụi mình đã mở ra để tiến hành sửa chữa. Thì bây giờ công việc sửa chữa đã xong rồi, chúng ta tiến hành test đàn. Cái đàn này có những cái hình vẽ rất là ngộ nghĩnh, hy vọng là em bé này sau này sẽ trở thành họa sĩ nha các bạn. Bên đây cũng có những cái hình rất là đẹp lắm nè. Đó, một họa sĩ tương lai. Rồi ok. Wow. Trên cả mong đợi. Tiếng bây giờ đã rất là lớn và trong trẻo nha các bạn, không có một tiếng noi nào hết. Mình sẽ dừng lại cho các bạn nghe. Không có một tiếng noi nào hết. Nếu noi là do môi trường và mấy ông hàng xóm thôi. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ test. Đó, tiếng rất là đã luôn. Bây giờ là công việc sửa chữa của MeToMe đã hoàn tất rồi các bạn. Mình sẽ bắt đầu là vệ sinh cho đàn và gắn đàn lại trả cho khách. Cái đàn này chỉ sửa trong vòng khoảng 30 phút thôi. Nhưng mà do công việc của bên mình quá bận cho nên mình đã lỡ hẹn khách vào ngày mai rồi. Nhưng mà hôm sau mình sẽ đi giao ngay trong ngày hôm nay luôn. Đàn đã được khắc phục xong lỗi. Bây giờ anh Tuấn sẽ kiểm tra lại lần cuối trước khi giao cho khách. Okay. Rồi ok rồi nha các bạn. Rồi, mình sẽ đóng lại và giao cho khách. Hiện tại bây giờ cũng là hơn 7 giờ tối rồi nha các bạn. Đáng lẽ tụi mình để ngày mai tụi mình mới đi giao đàn cho khách. Nhưng mà bên mình làm việc là như vậy, tận tình và chu đáo. Nên bây giờ dù có tối, tụi mình vẫn sẽ cố gắng đi giao cho khách. Rồi bây giờ tụi mình cùng đi nào các bạn. Let's go.
Tụi mình đã đến nhà khách rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho khách thử lại đàn, kiểm tra đàn và bàn giao nha các bạn. Đây là đàn, mình đang test đàn trong nhà khách. Ban đầu đàn bị lỗi nhỏ tiếng và sau khi sửa chữa thì đàn đã được khôi phục lại nha các bạn. Ok đấy. Dạ rồi chú có thể kiểm tra đàn lại giúp bọn con ạ. À? Dạ, chú kiểm tra lại coi nó có lớn hơn như ban đầu. Dạ, chức năng độ gai hát lớp tiếng. Cái đó là phần hợp âm đấy. Phần đệm hát. Mới lên 50 thôi đó, thấy không? Lớn chứ hơn quá lắm. Đây 50 thì lớn rồi. Chú có thể cho hết luôn luôn này này. Đó. Thôi thì hãy có gì để tụi nó về nó xong có gì nữa. Có gì cứ gọi cho con cố về con bảo hành hết cho. Dạ, sản phẩm mình là được bảo hành 3 tháng đó chú ạ. À, nếu mà bị lại nhỏ tiếng hay là bị gì đó thì đem con hết. Rồi ok. Không, cũng có bạn nó chỉ ngay đó, bắt đầu tôi biết tôi đeo lại đó. Rồi thôi, cảm ơn nhân để gửi tiền. Rồi, cảm ơn chú nhiều nha. Rồi, cảm ơn chú đã ủng hộ Mi Tu Mi. Rồi. Chúc chú với gia đình mạnh khỏe nha. Rồi, cảm ơn. Rồi, ba. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn. Như vậy là tụi mình cũng đã bàn giao xong đàn cho khách rồi nha các bạn. Clip của chúng mình hôm nay đến đây là hết. Xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi clip này. Mi Tu Mi xin kính chúc các bạn một ngày mới đầy niềm vui và sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. Mi Tu Mi Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.